Chúng ta sang ba nhỏ. Căn thức bậc 2 của một thương. Thực hiện các phép tính có trên bảng trong hình 2. Mình có căn bậc 2 của 4 phần 9. Thì mình thấy rằng là 4 phần 9 á, chính là là 2 phần 3 tất cả bình phương. Do đó căn bậc 2 của 4 phần 9 thì sẽ bằng bằng 2 phần 3. Còn bạn này căn 4 phần căn 9. Thì mình thấy căn 4 á, thì bằng 2. Vì 2 bình bằng 4. Còn căn 9 á, là bằng 3. Vì 3 bình bằng bằng 9. Đó mình thấy hai kết quả này giống nhau nè các em. Ở đây 2 phần 3. Ở đây cũng 2 phần 3. Căn bậc 2 cũng 16 phần 25. Mình thấy là 16 phần 25 á, chính là bằng 4 phần 5 tất cả bình phương. Do đó căn 16 phần 25 thì sẽ bằng 4 phần, 5. Còn bạn này căn 16 phần căn 25. Căn 16 á, thì chúng ta được 4 do 4 bình bằng 16. Căn 25 thì chúng ta được 5 do 5 bình bằng 25. Từ đó có nhận xét gì về căn bậc 2 của thương hai số dương? Mình thấy ở đây là 4 phần 5, ở đây cũng 4 phần 5. Mình thấy là căn bậc 2 của 16 phần 25 bằng căn bậc 2 của 16 phần căn bậc 2 25. Căn bậc 2 của 4 phần 9 bằng căn bậc 2 của 4 phần căn bậc 2 của 9. Từ đó mình nhận xét là căn bậc 2 của một thương thì bằng thương các căn bậc 2. Căn bậc 2 một thương thì bằng thương các căn. Được chưa? Giống như là căn bậc hai của một tích thì bằng tích các căn thì đây là căn bậc hai một thương cũng bằng thương các căn tổng quát kết quả của hoạt động 4 ta có tính chất với số thực a không âm và số thực b dương ta có căn của a phần b thì bằng căn a phần căn b đó căn của một thương thì bằng thương các căn điều kiện là A là phải không âm Còn B là dương Vì sao như vậy? Vì sao A không âm còn B phải dương mới được? Bởi vì A không âm để mà căn A có nghĩa Còn B phải dương để căn B có nghĩa Thì nếu mà B không âm Nếu mà B không âm giống như đây Thì B có thể nhận là số số 0 Nếu mà B số 0 á thì ở dưới mẫu là số 0 thì không được đúng không do đó b là dương còn a là không âm tổng quát hơn ta có biểu thức a nhận giá trị không âm và biểu thức b nhận giá trị dương thì ta có là căn của một thương thì bằng thương các căn thì đây là số thực còn đây là biểu thức vậy thôi tính căn bậc 2 của 49 phần 64. Thì thực chất cái này chúng ta có thể tính liền ra cũng được. Tuy nhiên mình có thể tách ra. Căn của một thương thì bằng thương các căn. Căn của tử, căn của mẫu. Căn của tử bằng 7, căn của mẫu thì bằng bằng 8. Rồi còn bạn này. Căn bậc 2 của 27 phần 75. Nếu mà bây giờ mình tách ra liền á, mình tách ra liền á thì à, sẽ hơi khó khăn bởi vì 27 không phải là số chính phương do đó chúng ta sẽ rút gọn mình rút gọn phân số này thì mình chia tử và mẫu cho 3 chúng ta được 9 phần 25 và bây giờ mình tách ra căn của một thương thì bằng thương các căn tách ra là căn 9 phần căn 25 căn 9 phần 3 căn 25 phần 5 chúng ta xong ví dụ 8 chúng ta sang Ví dụ chính Tính câu A Căn của 80 phần Căn 5 Thì mình biết rằng là Căn của một thương Thì bằng thương các căn Hay ngược lại Thương các căn Thì bằng căn của một thương Đó. Thì ở đây là căn 80 Mình tính nó hơi khó khăn Cho nên chúng ta sẽ Sử dụng công thức là Thương các căn là bằng căn của một thương Đó. Do đó căn của 80 phần căn 5 sẽ bằng căn của 80 phần 5. À, lúc này chúng ta sẽ rút gọn. 80 chia 5 thì mình được 16. Căn 16 bằng 4. Đó, mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn. ha Rồi, cô B cũng vậy. Căn 24 thì chúng ta sẽ tính toán hơi khó khăn. Do đó, ở đây mình thấy là thương, đây là thương của các căn thì bằng căn của một thương. Đó, ngược lại nha. 24 chia 3 bằng căn 8. Lúc này 8 bằng 4 nhân 2. 4 là 2 mũ 2. 4 nhân 2. 2 mũ 2 có dạng A bình phương đông căn, chúng ta lấy ra ngoài là mình được 2 căn 2. Đó. ở lý thuyết chúng ta học là A bình B căn bậc 2. Thì cái A bình này chúng ta lấy ra ngoài là A. Nếu mà A nhưng ha. À. Rồi câu C. Câu C thì lần đầu tiên bạn này mình sẽ đổi ra phân số. 1 x 3 là 3 cộng 2 là 5 mình được 5/3. Đây, 5/3. Sau đó mình áp dụng công thức là thương các căn thì bằng căn của một thương. Đó để mình rút gọn. Nha, đây là thương của hai căn này thì bằng căn của của cái thương này. Rồi bây giờ mình rút gọn. Thì chia là nhân nghịch đảo. Chia là nhân nghịch đảo là 3 phần 5 đúng không? 3 phần 5. Đây, 1 phần 15. Nhân cho nghịch đảo là 3 phần 5. Lúc này 15 á, là là 3 nhân 5. Đó, 3 với 3 rút gọn. Còn 5 với 5 là 25. Chúng ta được trên tử là 1 mẫu là là 25. 1 phần 25 chính là 1 phần 5 tất cả bình. Do đó căn 1 phần 25 thì bằng 1 phần 5. Nhận xét. Như hai ví dụ trên. Tùy từng trường hợp mà ta biến đổi căn của A phần B bằng căn A phần căn B. Hoặc căn A phần căn B bằng căn A phần B. Với điều kiện này. Để việc giải toán trở nên dễ dàng hơn. Đó, thì tùy trường hợp mà chúng ta phân tích căn của một thương bằng thương các căn hay là thương các căn bằng căn của một thương Đó, tùy từng trường hợp ví dụ 10, rút gọn các biểu thức sau rút gọn đây mình xem thử người ta làm sao đầu tiên là người ta đưa số 2 vào nha đưa số 2 vào đưa số 2 vào trong căn thì mình bình phương nó lên bình phương nó lên rồi lúc này trên tử là là 4 nhân 5 là 20 chứ mẫu là căn 10 20 căn 20 với căn 10 mình tính cũng không được người ta là áp dụng thương các căn là bằng căn có một thương đó bằng căn 20 chia 10 20 chia 10 là là 2 đó, đây cũng là một cách ha đây một cách. thầy có một cách khác như sau. Mình có 2 căn 5 nhân cho căn 10. Bây giờ thầy sẽ nhân tử và mẫu cho căn 10 nha. Nhân mẫu cho căn 10 thì tử thầy cũng nhân cho căn 10. Đó. Thì lúc này thầy sẽ được là 2 rồi đây là căn của tích của hai căn thì bằng căn của một tích là bằng căn của 5 nhân 10 nhá. căn của 5 nhân 10. Còn bảng này là căn 10 nhân với căn 10 là bằng 10. Rồi. Rồi tiếp theo. 5 nhân 10 là 50. 5 nhân 10 là 50. 50 thì bằng bằng 25 nhân nhân 2. Đúng không? Ở đây là 2 này. 25 á chính là 5 bình nhân 2 phần 10. Đó. 5 bình thì chúng ta lấy ra ngoài mình lấy ra ngoài mình được số 5 trong ngoặc còn căn 2 với mẫu là 10 đó lúc này 10 với 10 rút gọn hết cuối cùng chúng ta cũng còn căn 2 đó mình có nhiều cách làm nha có nhiều cách làm rồi cô B cô B đây thì số 4 là số chính phương số 25 cũng là số chính phương do đó người ta tách ra nha các thầy tách ra là căn của một một thương thì bằng thương các căn tách ra rồi lúc này căn 25 thì bằng 5 còn căn của 4 A bình thì tiếp tục lại tách ra đây là căn của một tích thì bằng tích các căn tách ra căn 4 nhân căn A bình căn 4 bằng 2 theo định nghĩa thì mình có căn A bình thì bằng trừ tuyệt đối của A căn A bình bằng tuyệt đối của A Ở đây chúng ta chưa biết A của mình âm hay dương Chưa biết âm hay dương nên chúng ta để nguyên như thế này Rồi câu C Đây là thương các căn Bây giờ mình cũng không tính được căn 3 bằng bao nhiêu Căn 27 bằng bao nhiêu Cho nên là người ta dùng công thức là thương các căn Thì bằng căn của một thương Để mình rút gọn nha thương các căn thì bằng căn của một thương rồi bây giờ rút gọn nè. A với A này rút gọn hết nè. À. Rồi chia tử và mẫu cho 3 thì mất số 3 đi. Mẫu chia cho 3 mình còn được 9. Tử còn B mũ 4. Rồi lúc này đây là số chính phương nên người ta tách 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 ra. Nè. căn của B mũ 4 phần 9 thì bằng căn của tử chia cho căn của mẫu. B mũ 4 chính là B mũ 2 tất cả mũ 2. Còn căn 9 thì bằng 3 lúc này bạn này mình lấy ra ngoài mình được trị tuyệt đối của b bình đúng không bạn này mình được trị tuyệt đối của b bình nhưng mà b bình thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không do đó chúng ta có thể bỏ tuyệt đối luôn bỏ luôn mình được b bình phần ba rồi tới phiên chúng ta ha tới phiên chúng ta thực hành 6 tính câu a căn của 9 phần phần 25 mươi thì mình có thể tách ra bằng căn 9 phần phần căn 25. Căn 9 thì bằng 3, căn 25 thì bằng 5. Rồi mình xong. Câu A. Câu B. Căn của 1 9 phần 16 bằng đây là hỗn số nha, hỗn số. Thì mình phải đổi ra phân số cái đã. 1 nhân 16 là 16 cộng 9 là 25. 25 phần 16. Đó. Thì lúc này chúng ta có thể tách ra bằng căn 25 phần căn 16. Tuy nhiên mình lười thì mình có thể viết nhanh luôn. 25 là 5 bình, 16 là 4 bình. Đó, cho nhanh. Rồi, bạn này, câu C nè. Căn của 150 chia cho căn 6. Thì căn của 150 mình cũng chưa biết bằng bao nhiêu căn 6 mình cũng chưa biết bằng bao nhiêu cho nên bây giờ mình gộp lại đây là thương các căn thì bằng căn của một thương đó à. thương các căn thì bằng căn của một thương rồi bây giờ mình rút gọn biểu thức trong căn 150 mà chia cho 6 15 chia 6 thì chúng ta được 2 còn dư 3 à, không xuống 30 chia 6 được 5 à đẹp quá rồi. Lúc này căn của 25 thì chúng ta được là là 5 đúng không? Căn 25 thì chúng ta được là 5. Bởi vì 5 bình bằng 25. Mình xong câu C. Câu D. căn của 3/5 chia cho căn của 5/12. thì đây mình thấy là có số 5 này có số 5 này số 3 này đây là 3 nhân 4 này có số 3 này mình có thể rút gọn được do đó mình áp dụng công thức là thương các căn thì bằng căn của một thương được chưa thương các căn là bằng căn của một thương này 3 phần 5 chia cho 5 phần phần 12 đó. rồi tiếp theo 3 phần 5 chia là bằng nhân nghịch đảo nghịch đảo lại chia là nhân nghịch đảo nghịch đảo lại à vậy là cuối cùng không như chúng ta là rút gọn là hết đúng không không phải như vậy mà dù sao mình cũng được hai số chính phương các em tử nhân tử mẫu nhân mẫu 3 nhân 12 là chúng được 36 à số chính phương 5 nhân 5 là 25 đó 36 chính là 6 bình 25 chính là là 5 bình rồi mình xong thực hành 6 mình sang thực hành 7 rút gọn các biểu thức sau câu A 5 5 5 căn 1 1 1 thường thấy 5 5 5 chia cho 1 1 1 được này cho nên là mình dùng công thức là thương khách căng thì bằng căn của một thương đó. lúc này mình rút gọn mình được năm 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 chia cho một 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 được năm xong câu a câu b căn của a bình phần bốn b mũ bốn bằng a bình thì chúng ta có thể lấy ra ngoài căn được do đó mình tách ra căn của một thương thì bằng thương các căn Đó. Rồi tiếp theo căn của A bình á thì bằng bằng tuyệt đối của A. Tuy nhiên đề cho A lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó chúng ta có thể viết thành A luôn. Đó. Còn bạn này là mình tách ra căn 4 nhân cho căn B bình B mũ 4 chính là B bình rồi bình lần nữa đúng không? Đó, chúng ta được A căn 4 là bằng 2. Căn của B bình rồi bình chính là được trị tuyệt đối của B bình. Mà B bình thì lớn hơn hoặc bằng 0. Cho nên chúng ta bỏ tuyệt đối luôn. Đó, mình giải thích là vì A của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 0. Và B B khác không. Đó, ghi lại cái này thôi ghi cho nó kỹ thôi còn cái này mình không ghi cũng được rồi câu c thì ghi lại đề nha Thì câu C thầy thấy rằng là Số 2 và số 50 chúng ta có thể rút gọn nè. Do đó thầy áp dụng công thức là thương các căn thì bằng căn của một thương. Rồi sau đó chúng ta rút gọn, chia tử và mẫu cho 2. Chia tử và mẫu cho 2 chúng ta còn đó, chia tử và mẫu cho 2. Được chưa? chia cho 2 chia cho 2 còn 25 rồi sau đó mình tách ra luôn căn của một thương thì bằng thương các căn đó, thầy tách ra luôn đó, để tiết kiệm thời gian đó, ok không rồi lúc này thầy tiếp tục tách bạn này ra trên tử thì tách ra căn của a bình căn của một trừ a bình Chữ mẫu căn 25 thì bằng 5 Được không? Tiếp theo căn của A bình đề cho là A lớn hơn 1. Đề cho là A lớn hơn 1. A lớn hơn 1 cho nên là thôi thầy cứ viết đầy đủ ra nha. Căn của A bình bằng tuyệt đối của A này. Do đằng nào bạn này thầy cũng phải viết ra để thầy phân tích cho các em thấy. Một căn của một trừ A tất cả bình thì bằng tuyệt đối của một trừ cho A. Đó, mẫu là 5. Tiếp theo, để cho mình A lớn hơn 1. A lớn hơn 1 có nghĩa là lớn hơn 0. Do đó, tuyệt đối của A sẽ bằng A. Còn bạn này, mình bỏ tuyệt đối này được rồi nè. Còn bạn này, A lớn hơn 1. A lớn hơn 1. Thì 1 trừ A sẽ là số âm. Đúng không? 1 trừ cho một số lớn hơn 1 ra số âm. Số âm thì khi bỏ tuyệt đối thì chúng ta đảo lại. Đúng không? Đảo lại thành A trừ 1 để nó trở thành số dương mẫu là 5 đó mình giải thích là vì a lớn hơn một đó a lớn hơn một nên bạn này âm âm nên chúng ta đảo lại để nó thành số dương rồi chúng ta xong bài thực hình bảy chúng ta sang vận dụng hai biết rằng hình tam giác và hình chữ nhật ở hình 3 có diện tích bằng nhau. Tính chiều rộng x của hình chữ nhật. À, chúng ta cần tìm x. Thì mình thấy hình tam giác chúng ta có thể tính được diện tích, đúng không? Có chiều cao, có cạnh đáy mình tính được diện tích. Từ đó mình suy ra diện tích của hình chữ nhật. Có diện tích hình chữ nhật chúng ta chia cho chiều dài thì mình sẽ có được chiều rộng. Ok. Đây à, ha. Đầu tiên chúng ta đi tính diện tích hình tam giác. Diện tích hình tam giác là diện tích hình tam giác thì bằng 1 phần 2 cạnh đáy nhân với chiều cao. 1 phần 2 cạnh đáy là căn 32 nhân với chiều cao, chiều cao là căn 27. Đó, diện tích của hình tam giác thì chúng ta có thể rút gọn bạn này nha mình có thể rút gọn cho nó gọn lại để thử xem mình có thể làm ngoài nháp đó thì khuyến khích là không dùng máy tính nha thực chất là cái bài này máy tính bấm nhanh lắm nhưng mà chúng ta tập chúng ta đang tập tính toán sau này mình tính toán rành rồi thì mình sẽ tính nó rất là nhanh bây giờ mà các em dùng máy tính là hư bột hư đường hết nha à, 32 á chính là 16 nhân 2 này đó mình chia cho những số chính phương nhớ không 16 là số chính phương này 32 bằng 16 nhân 2 còn 27 chúng ta cũng chia số chính phương 27 mình chia cho 9 thì mình được 9 nhân nhân 3 đó thì có phải lúc này là 16 chúng ta lấy ra ngoài 16 là 4 bình mình lấy ra ngoài mình lấy được số 4 ra còn 9 chính là 3 bình thì mình lấy được số 3 ra ngoài mình còn trong ngoặc là căn của 6 ok không rồi lúc này là 3 x 4 là 12 12 chia 2 thì mình được 6 đó có nghĩa là bạn này mình được 6 căn 6 đơn vị cm vu đó rồi từ đây chúng ta suy ra diện tích hình chữ nhật đúng không suy ra diện tích hình chữ nhật là diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình tam giác sẽ bằng 6 căn 6 xem chưa, đúng không rồi tiếp theo mình biết rằng là diện tích của hình chữ nhật á, là bằng chiều dài nhân với chiều rộng đó chiều dài là căn 24 nhân chiều rộng thì bằng diện tích diện tích là 6 căn 6. Do đó, muốn tính chiều rộng, chúng ta lấy diện tích chia cho chiều dài. Đúng không? Đó. Từ đây mình suy ra được là chiều rộng x của hình chữ nhật. Từ đây mình suy ra. Chiều rộng của hình chữ nhật là x sẽ bằng mình lấy diện tích chia chiều dài. Diện tích là 6 căn 6 chia cho chiều dài chiều dài đều cho là căn 24 à. bây giờ mình rút gọn thôi tập rút gọn nha chứ còn cái đây máy tính bấm là một phát 1 và xong 6 căn 6 này 24 á mình cũng chia cho những số chính phương nè chia cho 4 này 9 này 16 này 25 này 36 này 49 này vân vân thì mình thấy bạn này chia được cho số chính phương lớn nhất đó là số 4 đúng không bạn này có thể chia được cho 4 thì lúc này 24 á, là 4 x 6 4 x 6 có nghĩa là căn 4 nhân cho cho căn 6 đúng không 24 là bằng căn của 4 x 6 là bằng căn 4 nhân căn 6 đó lúc này là căn 6 căn 6 rút gọn này Tính tử mình còn 6, mẫu mình còn căn 4. Căn 4 chính là là 2. Đó, 6 chia 2 thì bằng bằng 3. 6 chia 2 bằng 3. Đơn vị là cm. Rồi. Chúng ta xong phần lý thuyết. Thì xem xong phần lý thuyết các em làm phần bài tập ở trang 51 để hôm sau xón kết quả với thầy An rất là biết ơn các em đã xem hết video hẹn gặp lại các em ở video sau bye bye